khu vực dễ xảy ra động đất và thách thức lớn nhất là thiết kế nền móng bê tông phù hợp. Diện tích nền móng rộng bằng nửa sân bóng đá. Nền móng của cây cầu đã được xây dựng để chịu đựng một trận động đất lên tới 4 cấp độ Richter. Cây cầu được xây dựng bằng công nghệ và phương pháp kỹ thuật tiên tiến, bao gồm việc sử dụng thép cường độ cao và thiết kế vòm dây văng để đảm bảo độ ổn định và độ bền của cầu. Khoảng 28.000 tấn thép đã được sử dụng để xây dựng cầu vòm. Nhờ có nền móng vững chắc, có thể hấp thụ chấn động nên kết cấu phần trên của cầu sẽ được cách ly khỏi mọi tác động tiềm tàng. Ở những địa hình phổ biến đá granite, việc xây dựng nền móng rất dễ dàng. Tuy nhiên, sự hiện diện của đá dolomite và đất mềm khiến quá trình này khó khăn hơn. Vòm và trụ vòm của cầu chen áp sẽ được làm từ các dàn thép lớn để cung cấp sức cản gió tối thiểu. Mặt đường ray là được đỡ bởi hệ thống dầm thép có chiều cao lên tới 120m. Kết cấu mặt đường ray luôn có đường cho nước mưa thoát ra ngoài và tạo ra môi trường khô ráo cho mặt cầu. Số thép để xây dựng cây cầu sẽ được nhập tại các xưởng sản xuất vật liệu gần đó. Một hệ thống xưởng được hình thành xung quanh chân cầu chen áp. Xưởng sơn được xây dựng bên cạnh nằm ở hai bên thung lũng. Xưởng vật liệu khác nhẹ nằm cách chân núi chừng 30 km. Trong quá trình làm việc, các kỹ sư phải đối mặt với sự thiếu thốn về cơ sở hạ tầng. Khi sản xuất bê tông, đội thi công thường rơi vào tình trạng thiếu điện, nước. Để đảm bảo tính liên tục tại công trường, ban quản lý đã cho kéo điện và nước từ nơi khác tới. Cây cầu là một phần quan trọng của dự án liên kết đường sắt, kết nối thung lũng Kashmir tới nhiều địa điểm khác mang tính chiến lược. Trước đó, cách duy nhất để đến thung lũng là bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Việc này có thể khó khăn và tốn kém, đặc biệt trong những tháng mùa đông khi đường đi thường xuyên bị tắc nghẽn do tuyết rơi. Từ khi mà nhà mình xài cái túi được. Cầu đường sắt bắc qua sông Chenab được xây dựng ở độ cao lên tới 359m, cao hơn 35m so với tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp. Sau một thập kỷ xây dựng, Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết cây cầu này được mở cửa cho khách tham quan vào tháng 1 năm 2024. Cây cầu dài 1.315m là một phần của dự án kết nối thung lũng Kashmir đối với phần còn lại của hệ thống đường sắt tại Ấn Độ. Ngoài cầu Chenab, tuyến đường sắt Ahampur, Srinagar, Baramulla sẽ bao gồm hầm đường sắt dài nhất Ấn Độ và cây cầu cáp treo dành cho đường sắt đầu tiên của nước này. Cầu Chenab đã được xây dựng ở khu vực dễ xảy ra động đất và thách thức lớn nhất là thiết kế nền móng bê tông phù hợp. Diện tích nền móng rộng bằng nửa sân bóng đá. Nền móng của cây cầu đã được xây dựng để chịu đựng một trận động đất lên tới 4 cấp độ Richter. Cây cầu được xây dựng bằng công nghệ và phương pháp kỹ thuật tiên tiến, bao gồm việc sử dụng thép cường độ cao và thiết kế vòm dây văng để đảm bảo độ ổn định và độ bền của cầu. Khoảng 28.000 tấn thép đã được sử dụng để xây dựng